Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Nam mô Hương Vân Ca.
Tát Nam Mô Hường Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Hường Vân Cái Bồ Tát Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát Phật nói Kinh A Di Đà con nghe như vậy một thuở nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc nữa xa về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là Trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Đăng Đàm A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô Đề Hoàng Nhân vân vân đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thể trong thế giới đó có đứng phần hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp xả lời phần cõi đó vì sao tên là Cần Làng vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Làng xa lời phân lại trong cõi Cần Làng có bảy tầng bao lớn bảy tầng mảnh lưới bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng vì thế nên nước đó tên là Cần Làng.
lời vâng lại trong cõi cần lãng có ao bằng bãi chất bao trong ao đầy dậy nước đổ tám công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly ba lê xa từ xích châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng Phật đó thường trói nhang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạng đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn đứng vâng ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng đẹp là thường nào chim bành hàng không cứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo vần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng phá lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời
kiếm nên hiểu là Di Đà Xá Lợi Phật Đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm ta lời vâng lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bân khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra
các người. Phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới vương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng mã Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đấng Phạm Âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tàm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhân Đức Phật Như Thế Đều Ở Tại Nương Mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được cả đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Trả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát
gian. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phá nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng. Của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng. Của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời ăn năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tâm cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thân tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới
cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thân thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, làm thần chú chân như thuyết rằng, đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Đa Báo Như Lai, nam mô Bảo Thắng Như Lai, nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, nam mô Ly Bố Quý Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nam mô
thâm phương thường trụ tam ấy bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trương điện chí tâm đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, đuối mê say mắt xem huyễn cánh hằng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh, mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong chẳng ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, đại sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo. Nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trở phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy tạng trí huệ như
đại